Đâu có nhiệt độ cho đâu tôi mà. hết hắc hỏa với siêu phẩm đẹp hơn anh. Đâu có nhiệt độ đâu mà cầm hả? Cho cái nữa. Quy mà không có tiền thạch là lỗ đó mình phải không? Đánh mấy ông đánh mạnh thai á, Quy thì có thiên thạch đó. Sao không cần skin đi vậy anh, có... Phong Vân Thần Long đã sắc không? Không có. Đất này có cái nịt skin đâu mà. Đất này có đúng cái nịt thôi. Nguyễn Quang Tuyên, sao chém nhanh thế nhỉ? Thế nhờ. Mỗi kiếm đâu ơi, mỗi kiếm chém nhanh. Là như vậy đấy. Mang theo đốt thì mày đi luôn. Mày mang theo đốt thì mày đi rồi. Nếu mày mang theo le thì bị sống, nhưng mang theo đốt là đi luôn. Đi luôn. Anh em thuê diễn viên rồi mặt cười chảy nước. Asaba. Nó chấm hỏi mình cái gì đúng không? Lợi mình. Mình phải AP à. Mình AP phục à. Không lên giáp, không lên máu là đi. Mày còn không biết chơi nó cơ là đi. Đi xa luôn. Lên tâm thì tí còn gọi là chịu được. Ba nhát chém đến từ vị trí của em Tiến. Giờ lên phép thì chắc hai băm là đi rồi. Mình gáy. Nói chát trước thôi chứ. Quỷ đấy. Ôi trời ơi. Solo kill. Má mày mất tóc biến mà không ăn nó là nhục nhã luôn nha mấy ông. Thế mà không ăn nó là nhục nhã luôn đó. Mình đang có người luôn. Ghê vậy nè, ghê vậy nè, ghê vậy nè. Có luôn à. Gần như là end game. MVT danh gì ô? Thách đấu vàng bạc đa quý. Ngon đấy, tại nhiên có blue thì. Phạm công 1996. Anh đánh y có ngắn con nào không anh? Có, ngắn nhiều lắm. Con dê kèo dưới nhiều con lắm, đánh thấy cái tay cái là lật cái đầu lên cao đi mới biết được. Lần này thì gần như không ngán. Bánh bao gấu quy con này có chọn chỗ đáp được rồi, không rồi, anh? Rồi được em ơi. Hồi xưa thì không được, bây giờ được. Mà mình thường mà đánh mình ít khi chọn lắm, mà nhiều khi mấy cái tình huống quan trọng mình mới chọn, ít khi chọn lắm. Nguyễn Quang Tuyên, em hack tốc độ chém mà. Trời ơi. Ôi trời ơi. Má mày nó ném e con đau phết thế này. Quỷ à. Đứng đó mày núp bụi đi. End game chưa? Gần như là end game. 03 rồi. Full phép à? Có luôn. Hello các bạn đã xem nhá, buổi tối vậy em không ơi. 2 giờ sáng tối rồi là end game rồi. Rồi 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 rồi, tới công chuyện. Tới công chuyện, tới công chuyện. Tới công chuyện. Duy Đạt live phát lại rồi. Thôi về luôn đi, về đi. Được rồi. Mẹ có Lý Sàn ra bây giờ đấy. Mẹ mày một lần nhựa lì lắm cơ. Bánh bao gấu. Đúng là dưới rank này chơi Melfi đã fit. Còn lên full AP mặt cười lộn ruột. Ta này sợ mít nó lên. Sợ mít nó lên là khó nói nha.
Ngọc Tài, WTF. Còn dễ đi nếp phục nè. Nó nói luôn đấy chứ. Rồi giờ level 4 luôn. Tới mai mới lên level 6. Lên level 6 thì cũng chắc là chết rồi, mà chết 2-3 mạng nữa mới 6 được. Anh em, xanh nhìn thần thái khác liền mặt cười chảy nước. Lên 6 là nó tông phát đi đấy. Một tông bình thiên hạ. Mà tông được không thì không biết thôi, không biết có lên 6 được không đó mà. Đợi đến level 6 thì... Ông đánh lanh gì vậy? Từ lúc ông đánh lanh bạc tôi không muốn xem nữa. Bạc vàng á, à? Không xem đi kênh khác, coi tạm đi. Tạm thời là tôi đánh ranh này khoảng hết hôm nay nó đấy. Ít nhất là hết hôm nay nó. Nhất là hết hôm nay nữa cơ. Đất này mới có ấy à. Đất này còn 2 run nó mới xong. 2 run tương đương với 8 trận. Mid nó cũng bị ăn rồi. Man vai mất theo rồi nha. Biết rừng nó lên không? Never await victory. Hoàng thai, ao ba cấp mặt cười. Phú Xuân ít hình, trước có ông tên Giang Y gác cổng cây si á. Ờ. Đây rồi má, tóc biến ở ngoài đúp sẽ sống nữa nhỉ. Tóc biến ở ngoài đúp á mà. Chứ ta đã chơi đúp. Ôi trời ơi. Shut down. Trời shut down trên bạn luôn rồi. Mình phải tè tới chơi bro. Lấy cái giáp 58 máu nè. 40 máu một cái quy. Được đấy. Quy 40 máu. Chịu bạn ơi. Quy cái nữa là đi luôn. Trụ này ta cũng đúp xong rồi tôi vừa đánh một cái là bể máy. Rồi đâu nhỉ? Rồi đâu nhỉ? Niệm rút rờ à? Mình chơi Manta mà niệm rút rờ. Đang tìm một, không rồi luôn mà mặt cười. Không thèm rờ luôn. Nó không rờ thì mình không quay luôn không? Nhưng nó buông. Đánh bánh pha mà mình tôm mũ nhi, 100 vàng mặt cười. Đó là sao? Ôi, đi sàn lên mà man vai có rờ nha. Man vai có rờ, đi sàn ra thì lên tới nơi rồi, chạy. Ây da. Má mày quỷ. À, ta đi có lợn rồi. À, nốt cái mục diệt á. Má mày ta đó mà dính cái rờ lít sen, mình thay cái tông thì cái đầu lọ luôn á. Lọ đầu liền chứ. Never await the many falls, one strike. Nó tông. Nó tông biết à. Đến hồi nó tông, nó tông hụt. Đến hồi nó tông hụt luôn rồi. Thấy vào tầm thì không tông, xong đợi nó hồi dạy cái ấy xong echo thì rơ xong rồi tông hụt luôn này anh em. Phi 21 km, phát súng rồi đầu tiên. Đấy.
Cóc biết là chạy được đấy. Su, anh để cấu hình bao nhiêu FPS hả? Để 60 à? Tiên Farm, Hải Mai Phai. Ai à, ai à. Anh à. Em tiến cao xếp mặt cười chảy nước. Giờ xếp thì đi xem bốc hành gà này chị vợ. Giang hồ nó cười với mặt cho. Cao xếp sờ bốc hành gà. Gần như là end game. Ba phép này, Sako này. Sako, Lissan, thêm ba phép. Cũng đeo đao tím nhỉ không nhỉ? Lên gì nhỉ không nhỉ? Đấy, từ lượt thì lên cái đồ kháng quá. Lên vầy đi. Tí Manpai hay Lissan nó tông thì đỡ, đỡ có đam lại. Với lại quên lên cái giày nữa nhỉ. Xếp đi top không bằng tiến nhé. Kêu cao xếp phát gì lên top là biết liền như nào mà. Chuẩn. Anh em mặt cười chảy nước. Bắt thời gian ra. Did you miss it? Man, alo, cái gì vậy? Đồ quỷ hết láo kìa. Quỷ chưa. Bolivian, hô tiến. Ôi trời ơi, phát súng rồi thứ hai. Phát R thứ hai. Guderian, tôi cần ông cầy hộ từ thách đấu 1k điểm lên top 1. Tham hai tơ là ngon không? Tham hai tơ luôn này. Tìm bạn chắc yêu thương Melfi lắm mặt kìa. Tham hai tơ luôn này. Cái gì? Nào trước kìa. Tôm mũ ni, còn chèm chép có bị gì vậy anh? Doubt is the greatest enemy. Ó luôn à. Con chèm chép có bị gì vậy anh? Anh sao biết? Kệ đi, tem tao nó không quan tâm top đâu à. Gần như là nghe. Mình bài này nó chat là chấm hỏi trước đó chứ. Rồi ta. Đấy thấy đầu đầu game bọn Manfire nó chat chấm hỏi trước cơ. Xong tôi mới chấm hỏi lại mà nó đi rồi. Mai hút phép. Man hút phép. Man full phép xong tí ra táp ra đéo thấy tí đam nào này. Tí ra chắc được 2k đam. 2-3 ngàn đam rồi đấy. Còn đam thôi là 2-30k. Gần như là endgame. Mặt nó chạy. Này nó chơi nó không, không đẹp nhạc luôn. Mèo phải chấp rồi nha. Chơi nó không đẹp. Thường lắm nó mới để cái nhà hàng chính trong bay đấy. Thường lắm nó mới để cái nhà chính đấy. Thường lắm con sống với... Đàm vi mong, cô 17 phút quá. Chưa xong cái hỏa quần đánh gì. Đâu hứa năm xưa. Tùy đứa nào. Anh tí kiếm cái gì ngành gì. Mang cái te tới chơi bro. Mang đi te phun phép. Ai à, xong hợp phận rồi này. Ngon này. Lỗ nít thâm đen, rank vàng à. Tầm đấy, thằng bà đá quý. Đâu còn bà đá quý. Có gì gớm thì mang bài. Ghê nhỉ. Nhiều game mới thôi anh.
cho tên bạn nhà thì bạn làm sân bay rồi thì em mới bé win nè có luôn nè chơi đang vui mà tự nhiên đi bé win tàng phong cái gà trước nhây kia cái gà trước kia cái này là bê mít đi tao đi làm nhiệm vụ gọi là khai thác tài nguyên nó ra đép tao thì còn cái nhiệm vụ đâu mà em nói em thương nghe em nghe không em thương em thương hết nhau má nó bao lấy siêu cấp mà không ai đép luôn rồi đúng không ba con siêu cấp mấy con xe không thành nào đẹp trời trời lính lính nó coi lính nó en mẹ rồi chứ chưa cần phải tao en cho bọn nó chôn hết rồi nè năm mình chôn chôn nó được nhà khó nói luôn rồi gì vậy ta ta quỳ rồi xuống là đánh lính này này chết vợ rồi nha quỳ rồi xuống là đánh lính này này anh em đấy đá vừa thôi lộng hành ngon này đấy ngon này đấy ngon này đấy pha này lập nó cái là pha sau là end game luôn ui giời đi chết chạy về mất công đi xin nó lên lắm rồi lấp lại về về ngon rồi ngon rồi game này coi như là trừng trị được Karen rồi đấy game này coi như là ok bạn hiện đặt luôn Thuần Remix hôm nào làm cái giờ live anh ạ à? Giờ live anh live không có định đâu làm giờ gì anh live cứ tầm 10 giờ đêm vô coi thôi 10 giờ đêm mới 12 giờ bật 12 giờ rưỡi chưa bật lên là thấy rồi. Với lại bật thông báo đi à, Garen hy vọng nó không lên đồ thủ nó không lên đồ thủ thì mình còn khai thác được chứ nó lên đồ thủ nó khó khai thác luôn bắt đầu lên đi đồ thủ rồi này dòng hoang tiến đanh hay mà ít người xem 16 luôn rồi gần như là end game ấy ôi ơi má cái game này tao không ăn được Garen thì ai đánh nó bây giờ hả tao không ăn được Garen thì ai chơi nó giờ má cái bạn thân mình còn đánh dòng lắm hoang, lại len này anh mực đánh dở còn toxic lại nhiều người xem anh mực hắn lại lâu rồi nòng chạy lên khó nói đấy này biết con gì hình đi với con dép má rồi luôn ui giời ui giời rồi nó này một năm sáu luôn rồi. Ôi giời ơi mắt tóc này má nó giờ nó lên nó cắm cờ đây là end game luôn nó lên thật luôn kìa mẹ mày đợi đi bọn này ôi trời ơi có sự gắn rồi Magic
Trước tôi cũng đi kèo đấy mà danh lên trái tim khổng thần với lại. À, mày đi thì nó ngố chứ không là khó luôn đó thôi. Mày nó ngố chứ không là anh em rồi đấy. À, sao ta. Một đánh thường được rồi. Đủ đam lấy chỗ đấy. Cái đồ má, mày tha là cái được không Garen nhỉ? Khó nói gì nè, đây còn con mắt nữa này. Gần như là end game. Chưa bắt buộc thằng em này phải gắn đấy. Em này bắt buộc đấy. Ok kìa. Mày còn muốn di chuyển à? Ai lìn đem tele trong ghét nó 4050 luôn rồi. Còn gì để nói luôn. Má mày ghét có sớm mất mà 50 rồi đó ba. Chôn à. Dòng hoang, y mùa này cũng khỏe. Hồi mới kiếm không anh? Hồi mới kiếm này ba được. Chụp ba cái. Dòng hoang, chiều cầm y cũng nhanh đi cây kim. Cái mít em anh em rồi kìa. Cái mít gần như lên anh em rồi đấy. Cái Navi lần này tốc biến là đấm được Z nhờ, nó không gan gì mà. May là được cái trụ đấy. Vợ đi xin trong rừng mình đang lây lên chắc được hỗ trợ Garen mà. Dòng hoang, tôi cứ lần nào ra nét chơi thì cả nhà đi tìm luôn. Má lại tiếng thiếu đốt rồi. Tìm nó một chút. Tìm nó một chút. Đây rồi. Ui giời. Ui giời, Ren nổ. Diễn à. Giữ lại sâu cho tem này nha. Ngài sư. Hôm nay còn thợ còn gỡ. Z7 không thôi. Thoải mái giúp tôi không ạ? Z7 không thôi, thoải mái giúp. Còn thợ còn gỡ. Game này mong tin tôi gắn là không nhỉ? 7-0 thôi tôi lo được. Hello bạn đang xem nhá, buổi tối vẻ không ơi? Đang thấp bạn ơi. Trời ơi, DC nó làm gì ra. Hai thằng đi phá B về nữa. Tôi về giáp đó đi. Chưa biết được, cũng sắp gáy gáy đấy. Đất bóng nơi ấy. Quá ly biệt, bố một ca lẻ. Xin nó còn rờ đấy, thì nó đá đầu đấy. Giết xuống nó cơ. Hai. Rồi, Z11-0. Z11-0 tới chơi bro. Mẹ mày sợ mút à? Sợ mút đúng không? Z này ăn được á. Ăn được mà hên xui á. Rừng ra bị đánh nè. Má mày nó đánh như con luôn đúng không ơi? Nó đánh như con đó vậy.
khó luôn đấy chứ. Ôi trời ơi, đây rồi, thằng ngố này. Thằng ngố này cuối cùng nó có lộ ra cái ngố của nó rồi. Cũng lộ rồi. Lộ chân tướng liền. Ôi trời ơi, thêm thằng ngố nữa. Hai thằng ngố một lúc, quá tuyệt vời. Tôi nằm sứ giả với anh rừng trên. Hai thằng ngố một lúc, quá tuyệt vời. Ngon này, gắn được. Không ăn được chứ ăn được phải gắn được quá mà. Ăn được là bắt buộc phải gắn. Không ăn thì thôi. Mắt mê rai, mắt mê mai. Đốc đi, đốc đi, đốc đi. Ui giời. Ui giời. Mày. Thằng lìn này nó. Má mày nó biết con gì hình đi mít nó làm màn cái gì ấy. Vậy diễn viên là. Rồi mình hoàn rồi ta này. Ta này nguy hiểm lắm này. Mày gặp quỷ đấy. Ôi trời ơi. Cái đến từ Bình Dương à. Đánh vậy mà có 12 không. Khó luôn. Ánh thiện thân, test tí hội viên rồi ao. Đánh vậy mà có người 20 à. Không khó nói đấy. Dầu đó. Tự nhiên dầu lại. Morgana không có đồng hồ. Morgana không có đồng hồ là tôi làm được nhá mọi. Sẽ giả cho chiêu của đó. Ánh thiện thân, ông có nghĩ một ngày Riot nó xóa còn y chưa? Chưa. Hình như lên đi. Ghét về là bên ta đó. Ghét 12 phần không á, chết bài mẹ không ngủ luôn rồi. Gần như là end game. Tôi nghĩ vút tay món quấy nhỉ không nhỉ? Vút tay có vẻ ngon. Thêm ít phép hoặc đau tím. Vút tay hoặc là cái khác liên quan đến cái này. Mẹ bọn mày nó. Trời ơi, thêm đánh nhau luôn. Mắt mê mai, mắt mê rai. Mắt mê mai, mắt mê rai. Mắt mê mai, mắt mê rai. Hello. I will show you the path. Bạn nào xem nó hay mình xin một lượt follow kênh với nhau mong ơi. Buổi tối vẻ nha. Xem chú em đánh anh bỏ game là phải giờ chỉ xem thôi. Bỏ luôn rồi. Sao vậy? Sao lại bỏ game là phải? Sao thế? Chơi là để giải trí mà. Chơi để giải trí và chơi vì cái gì đâu mà bỏ. Chiêu kìa, siêu kìa, chuối kìa. Chuối kìa ông giáo ơi. Chuối blue. What the fuck? Nó chạy được hết hai thằng luôn rồi. Ổn chứ nhờ. Mẹ bật cái rờ cái hàng chạy. Khó bắt qua mọi người.
Nó bắt qua. Chỉ có đánh mà đợi bọn nó chạy lên á, bọn nó lên nó đép á, xong mình băm từng thằng này được. Mất danh, kèo top với ai ơ mình cầm bằng nào vậy bạn? Chinh phục mọi người. Trời, mẹ nó. Má để tao quỳ kịp cũng xanh cỏ đấy. Giết 12 không. Sau khi bị tao giết hai mạng á, giờ nó ngố luôn rồi. Từng sờ mốc này mà đánh sờ mốc cái gì? Nãy 12 không từng xanh lắm mà về anh ngố ngố. Anh chết lại. 12 không à. Đúng không? Nãy phải giết 12 không không? 12 không hay 11 không gì đấy. Ít nhất là 11 không. Xong nó chết phát hai mẹ thì nó ngủ luôn. Em mình cũng dễ đánh đó chứ. Sang LV 50, người ta bảo là ảo game. Hình như là endgame. Em mà nó vào đánh nhau luôn kìa. Thời cơ Pentakill. Thời cơ Pentakill đã tới rồi. Quỳnh Rô ơi. Thời cơ Pentakill đã tới rồi. Thời cơ Pentakill đã tới. Z kìa. Sau kìa. Mẹ mày Z ơi là Z ạ. Để nhanh tới Z. Ở nhà ai đép bây giờ. Đánh giết đi rồi đập nhà. Hay đánh thằng giết. Đánh thằng giết. Đánh thằng giết. Đánh thằng giết. Ừ. Rồi đó. Chọn đấy. Chọn rồi đó. Ô, em chưa đốt thì lại làm gì thì chưa biết thôi. À, nó đép nó nổ luôn. Ây da, chạy. Nãy giờ Nice. Bọn nào xem nó hay mà xin một lần follow kênh với nhau không ơi. Buổi tối vậy nhá. Get chứ Garen chắc đang được hỏi thăm vụ hình đức.